Xin chào mừng tất cả quý khách hàng đã trở lại với kênh mua bán ô tô Hiền Kim thành phố Hải Dương. Hôm nay em lại về thêm một chiếc xe rất là mới, rất là đẹp, một chiếc Hyundai Accent bản đặc biệt số tự động. Nếu các anh các chị các bác lăn tăn rằng vào hãng chúng ta không có xe mới để mua thì các anh các chị ghé về showroom của bên em, 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương để xem chiếc Hyundai Accent bản đặc biệt số tự động 1.4 biển 99 Bắc Ninh, chạy mới có 2 vạn, bảo hiểm thân vỏ còn nguyên 1 năm. Chất lượng xe em bán ra có cam kết đảm bảo cho các bác, xe không tai nạn, xe không ngập nước, máy số zin, hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ. Ngoài ra chiếc xe Hyundai Accent này tất cả chế độ bảo hành của nó vẫn theo tiêu chuẩn của hãng nhé. Và giá em đang chào bán tại showroom là 520 triệu, có trách nhiệm rút hồ sơ. Nếu các anh các chị có nhu cầu hỗ trợ vay ngân vốn ngân hàng, bên em sẽ liên kết và hỗ trợ lên tới 70% giá trị xe. Bây giờ em sẽ báo giá luôn ạ. Một chiếc Hyundai Accent số tự động bản đặc biệt 1.4 ATH để chúng ta cùng ngắm chiếc xe này mới về tại showroom bên em có những cái gì, chất lượng xe như thế nào thì chúng ta cùng tham khảo ngay và luôn. Bản đặc biệt chúng ta có thể phân biệt luôn khi nhìn vào cái thiết kế ở phía ngoài là cái về phần la răng. La răng hợp kim 5 chấu. La răng hợp kim 5 chấu 17 inch. Lốp còn nguyên theo xe cả dàn hết ạ. Hệ thống đèn bi xenon kết hợp viền rải led ở phía dưới. Chiếc xe này là vừa về tại showroom bên em. Cảm biến trước và cảm biến sau đầy đủ. Xi nhan tích hợp trên gương. Tay nắm mạ chrome đầy đủ, mở vân tay bằng vật lý nhá. Đây ạ. Mở khóa bằng vật lý vân tay. Tất cả hệ thống lốp còn zin nguyên bản theo xe hết. Cốp khoang để đồ của chiếc xe này khá là rộng rãi. Và đặc biệt dòng 1.4 thì mức tiêu thụ nhiên liệu của nó chỉ tầm khoảng 5 lít thôi ạ. 5 đến 6 lít trên 100 cây dòng số tự động này. Lốp sơ cua còn chưa một lần sử dụng. Khoang để đồ rất là rộng. Tất cả hệ thống chỉ zin, chỉ cốp đây ạ. Xuất sắc luôn. Chiếc xe này là biển 99 Bắc Ninh. Còn bảo hiểm thân vỏ đến 1 năm. Em sẽ quay qua khoang nội thất. Xe có trang bị gương kính chỉnh điện, gương cục tự động, nội thất ghế da nguyên bản, xe chạy hơn 2 vạn, full lịch sử hãng đầy đủ, có trang bị đề nổ thông minh start stop, có màn hình theo xe, có camera lùi đầy đủ, cửa sổ trời. Ngoài ra chiếc xe này còn có một chiếc màn hình góc nữa. Chiếc màn hình góc cũng rất là đẹp. Xe còn mới kính cong luôn ạ. Không khác nào một chiếc xe ở hãng cả. Không chiếc xe nào một chiếc xe mới. Có xe giao ngay cho các bác đấy ạ. Không phải chờ đợi, chúng ta chỉ mất một cuộc điện thoại 5 phút đến xem xe rồi test xe thôi thì sẽ có xe giao ngay cho các bác bất cứ lúc nào. Em xin lỗi cả nhà bởi vì chiếc xe này vừa về, máy nó hơi bẩn nhá, nên em sẽ bỏ qua khoang động cơ bởi vì là xe vừa về tại showroom chưa kịp rửa qua, dọn qua. Em chỉ quay lướt qua một chút. Một chiếc Hyundai Accent bản đặc biệt số tự động biển 99 Bắc Ninh, sản xuất 2020, xe chạy 2 vạn, máy zin số zin, cam kết bảo hành chất lượng xe cho các bác. Em đang chào bán là 520 triệu. Các bác anh các chị có nhu cầu tham khảo chiếc xe này thì xin vui lòng đến trực tiếp showroom của bên em là 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, hoặc gọi qua số hotline 0978607555 hoặc 0941337588. Hẹn gặp lại các anh các chị trong video tiếp theo.